Đối với anh ấy là sức khỏe của vợ anh, con anh là quan trọng nhất. Nếu nói tình yêu trước hôn nhân là một ly rượu vang thơm nồng, tráng choáng, thì tình yêu sau hôn nhân lại là ly nước lọc trong trẻo, giản dị. Chị Chiêm, 35 tuổi, một khách hàng thân thiết của nha khoa sinh da. Chị đã mất 2 chiếc răng của hàm trên và 3 răng ở hàm dưới. Bữa cơm mỗi ngày tưởng chừng như là thời gian để gia đình quây quần bên nhau, thì đối với chị là những khoảnh khắc đau đớn và khó nhọc. Chị thì đang bị mất 5 cái răng từ năm 18 tuổi, đã sâu răng xong rồi. Chị đi điều trị tủy sau một thời gian thì nó tự đổ. 2 cái răng trên thì sau một thời gian thì nó tự xô lệch và nó tự bị gãy ra. Mình thì rất thích ăn đồ cứng, thế nhưng mà từ khi mà bị gãy răng đấy, mình uống, nghĩa là khi mà nó chạm vào những cái chỗ mà bị gãy răng bị gãy rồi ấy, nó rất là đau. Nên là rất là ngại ăn. Đa số là mình chỉ ăn đồ mềm thôi. Và anh là luôn dành cái sự tốt đẹp nhất cho chồng, cho con. Người phụ nữ thì ai cũng muốn là đẹp hết, đúng không? Khi mất cái răng thì ra ngoài thì nhiều cái nó cảm thấy nó không được tự tin. Nên là anh biết điều đó, nhưng vợ anh là nhiều cái nào cũng tiết kiệm, cũng dám làm. Em thấy cái tình trạng sức khỏe của vợ anh, tình trạng ăn uống ấy nó kém đi, ăn những món ăn mình thích mà không ăn được, anh cảm thấy trong lòng mình nó khó chịu. Anh thương vợ vì có những món ăn vợ mình rất thích ăn mà mình lại không ăn được. Thương vợ lắm, thương vợ thì biết vợ này dành những nhiều cái cho mình, kể cho anh những 3 đứa con, cho anh rất là nhiều thứ rồi mà anh chưa nào thấy cái gì là to tát cho vợ anh cả. Lần này anh quyết định làm cho vợ những cây răng nó mất đấy. Anh nói thật là đối với anh ấy là sức khỏe của vợ anh, con anh là quan trọng nhất. Ngồi cạnh con đây là chị Chiêm và anh Sơn. Chị Chiêm thì vừa mới được thực hiện lắp răng implant hoàn thiện xong ạ. Và tổng cái tốc độ của chị Chiêm là mình đã thực hiện trồng 5 trụ implant tại nha khoa sinh da. Bây giờ là chị Chiêm là vừa mới lắp răng xong, thì không biết là cái cảm xúc của chị bây giờ đang như thế nào nhỉ? Sau khi được lắp răng mới thì mình cảm thấy nó như răng thật của mình cả, rất là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm xem là cái công năng của những cái răng implant mà chị Chiêm vừa mới được lắp răng xong thì sẽ như thế nào nhá. Đây em có chuẩn bị 2 suất cơm sườn. Đó, rất là hấp dẫn. Bây giờ thôi mình không chờ đợi lâu nữa, em mời chị. Rồi, mời cả nhà mình nhé. Mình ăn món tủ của chị trước đi, mình sẽ ăn sườn luôn. Cảm nhận ăn nhai của chị nào có bị vướng hay đau hay kênh cộm gì không ạ? Không, thấy như bình thường rồi. Cái chỗ này lại có răng nhai thôi. Nhai luôn là được, ăn được luôn rồi đấy. Ăn được luôn rồi. Bây giờ anh Sơn thế nào? Bao nhiêu lâu rồi anh thấy vợ mình nhai, ăn uống thoải mái như này ạ? Đầu tiên cảm nhận mình là vui. Vui vì vợ mình hàng ngày từ bây giờ trở đi sẽ có những bữa ăn ngon và muốn ăn những cái món gì vợ mình thích và thích ăn những cái món gì vợ mình thích. Mình ăn thử dưa chuột được cứng hơn đi, xem là răng mình ăn cảm nhận như thế nào. Giòn tan luôn. Có đau nhức hay kênh cổ ở đâu không ạ? Không, bình thường rất là dễ chịu. Vâng, ngày hôm nay là chị Chiêm là vừa mới lắp răng xong mà chị đã ăn được sườn, ăn được dưa chuột luôn rồi. Thế thì em nghĩ là các cái món ăn bình thường, thịt gà, thịt bò là mình ở nhà cũng có thể ăn được thoải mái rồi. Người ta bảo lấy chồng như đánh một canh bạc. Quả thật vậy, chị Chiêm quả thật may mắn khi lấy được anh, hết mực yêu thương vợ con và dành cho chị tình yêu sâu đậm. Nha khoa sinh da hy vọng với răng implant mới, chị Chiêm có thể ăn những món mình thích, sống khỏe để luôn đồng hành cùng anh và các con trong công cuộc xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình.
Chống răng implant, bí quyết nâng cao tuổi thọ. Mời các cô chú gọi tới hotline 0911 549999 để đặt lịch khám miễn phí và giữ ưu đãi 15%. Viện Implant Singa, Tập đoàn Y tế Singapore Aesthetic chỉ có 3 cơ sở duy nhất tại Hà Nội, cơ sở 1, tòa 2, khu liền kề La Casa Villa, 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, cơ sở 2, tòa nhà 99 Trung Phụ, Đống Đa, ngõ 360, xã Đàn, Hồ Chí Minh, cơ sở 3, tầng 1, khu thương mại Hà Đô, Sentosa, 198A Cao Thắng, Nối Giải, phường 12, quận 10, hotline 0911 549999.